Lần đầu tiên, Bệnh viện Đa khoa Thống nhất Đồng Nai thực hiện ca phẫu thuật nang nhái ràng miệng dưới lưỡi hiếm gặp cho bệnh nhân nữ 32 tuổi, ngụ tại xã Phú Cường, huyện Định Quán. Bệnh nhân cho biết, cách đây 2 tháng, chị thấy phần dưới lưỡi có mụn nước sưng phồng to rồi tự bể, gây đau buốt. Ít ngày sau lại sưng lại, chị đã ra phòng khám tư nhân để rạch hút dịch vài lần nhưng vẫn không khỏi. Rất khó khăn khi ăn nhai nên chị quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Thống nhất để thăm khám và điều trị. Bệnh nhân đến khám với một cái khối sưng vùng sàn miệng bên trái, tức là vùng dưới lưỡi, thì nó khá là lớn và nó gây cản trở cho bệnh nhân trong việc ăn nhai và vận động lưỡi. Bệnh nhân đã được điều trị ở phòng khám tư ở ngoài 2 lần rồi, nhưng mà nó vẫn bị tái phát bởi vì đã không có được điều trị triệt để. Và khi vào tới Bệnh viện Đa khoa Thống nhất Đồng Nai thì bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy trọn cái nang và tuyến dưới lưỡi, do đó nên gần như không có thể tái phát được nữa. Phẫu thuật vùng sàn miệng là phẫu thuật khó và hiếm gặp, nên bệnh viện đã mời bác sĩ chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương hỗ trợ, ca mổ đã thành công tốt đẹp. Sau phẫu thuật, vết mổ không sưng nề, bệnh nhân hồi phục tốt, dự báo không tái phát. Thì cái nang sau khi được lấy trọn ra rồi thì sẽ được gửi đi làm giải phẫu bệnh để đánh giá là nó có lành tính hay không. Và hôm qua thì mới phẫu thuật thì đến hôm nay đó thì tình trạng bệnh nhân khá là tốt, vết mổ ổn và không có sưng nề vùng sàn miệng gì cả. Với cái nang nhái sàn miệng này á, thì khả năng rất là cao là nó lành tính thôi, nó là lành tính. Em cũng cảm thấy may mắn, nghe bác sĩ nói cũng yên tâm là phẫu thuật thành công, với lại một phần là nang lành tính á, cũng mừng. Lúc đầu em cũng cảm thấy lo lắng nhưng mà mổ phẫu thuật thành công, em cũng cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bệnh viện y tế hỗ trợ. Sau khi ra viện, bệnh nhân sẽ tái khám sau khoảng 1 tuần. Và sau đó thì bệnh nhân sẽ được bác sĩ hướng dẫn là sẽ đi tái khám sau mỗi 6 tháng để phát hiện những cái bệnh lý sớm để mình điều trị sớm. Bệnh nhân cần ăn mềm trong thời gian sau phẫu thuật này, khoảng 2 tuần thôi. Sau đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Khi mà người dân mình phát hiện ra bất kỳ một cái bất thường nào trong khoang miệng thì mình cũng nên đi khám sớm để bác sĩ chẩn đoán và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó thì cái việc mà khám sức khỏe răng miệng định kỳ mỗi 6 tháng cũng rất quan trọng vì nó giúp bệnh lý được phát hiện sớm và điều trị sớm luôn.